Old Reader đã đưa Lào lọt vào bán kết ở SEA Games năm 2009. Hiệp một trận đấu giữa hai đội Việt Nam và Malaysia đã bắt đầu. Đội xuất phát của Việt Nam ngày hôm nay gồm có số 1 thủ môn Trần Nguyên Mạnh, số 3 Trương Đình Luật, số 4 Đinh Tiến Thành, số 8 Nguyễn Trọng Hoàng, số 9 Lê Công Vinh, số 10 Nguyễn Văn Quyết, số 13 Trần Đình Đồng, số 17 Vũ Văn Thanh, số 18 Đinh Thanh Trung, số 19 Lương Xuân Trường và số 21 là Nguyễn Văn Toàn. Huấn luyện viên trưởng của đội Việt Nam là Nguyễn Hữu Thắng. Đội xuất phát của Indonesia gồm có số 1 thủ môn Kurnia Mega, số 2 Benny Wahyudi, số 3 Mohamed Abdul, số 6 Evan Dimas, số 7 Boat Salosa, số 13 Yanto Basna, số 14 Rizky Rizali, số 16 Farudin, số 17 Ifran Basdim, số 21 Vetmansa và số 26 là Lili Pali. Để chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm nay cũng như là giải bóng đá Đông Nam Á diễn ra sau đây gần 2 tuần, ông Ritter đã gọi về đội tuyển cầu thủ đang chơi bóng tại Hà Lan là số 26 Lili Pali. Chúng ta đều biết là nhiều năm qua Indonesia luôn bị ảnh hưởng rất nhiều của bóng đá Hà Lan. Trong số những huấn luyện viên ngoại từng dẫn dắt Indonesia thì những người Hà Lan chiếm con số rất lớn. Trước đây khi còn là thuộc địa của Hà Lan thì có một vùng đất thuộc Indonesia từng có đội tuyển dự World Cup năm 1938, giải đấu diễn ra ở Pháp. Indonesia thì cầu thủ mà cầu thủ Việt Nam cần phải chú ý nhất đương nhiên vẫn là Boat Salosa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang có mặt trên sân để cổ vũ cầu thủ Việt Nam. Pha đi bóng cắt mặt rất nguy hiểm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một người rất yêu bóng đá. Khi còn là lãnh đạo của tỉnh Quảng Nam, ông đã từng là chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Quảng Nam. Đội Việt Nam đang đá với hai trung vệ là Trương Đình Luật và Đinh Tiến Thành. Lúc này Đinh Đồng vẫn đang chắn giữ hành lang bên phải. Cầu thủ đang thi đấu vì chiếc vị trái trong thành phần đội Việt Nam là Vũ Văn Thanh, cầu thủ trẻ hay nhất của mùa giải V-League 2016. Văn Thanh rất đáng tiếc. Văn Thanh là một hậu vệ biên công thủ toàn diện. Sau trận đấu này thì đội Việt Nam chỉ còn một trận đấu nữa tại Việt Nam trước khi lên đường qua Myanmar để thi đấu vòng bảng giải bóng đá Đông Nam Á 2016. Vào ngày 12 tháng 11 tới, đội Việt Nam sẽ có trận giao hữu với câu lạc bộ Nhật Bản Fukuoka tại sân vận động Cần Thơ. Trước đây sân vận động của tỉnh Cần Thơ chính là sân bóng lớn nhất của Việt Nam. Sau một số lần sửa chữa thì lúc này sức chứa của sân Cần Thơ có thể nói là xếp thứ 2 tại Việt Nam, chỉ sau sân Mỹ Đình. Sân Mỹ Đình hiện nay có sức chứa là 4.000 chỗ ngồi. Đình Luật. Đinh Tiến Thành
Lúc này Quế Ngọc Hải vẫn đang phải dưỡng thương. Quế Ngọc Hải đã tập luyện trở lại và chắc chắn sẽ kịp bình phục trước thềm của giải bóng đá Đông Nam Á 2016. Ở khán đài A của sân Mỹ Đình lúc này chúng ta có thể nhận ra Tuấn Anh. Tuấn Anh bị đau và không thi đấu trong ngày hôm nay. Ngồi gần Tuấn Anh có khá nhiều thành viên của ban chấp hành VFF. Lúc này ở Hà Nội đang diễn ra đại hội thường niên của VFF. Trong đó vấn đề được tập trung rất lớn đó là thành tích của đội tuyển ở giải bóng đá Đông Nam Á năm nay. Đình Luật. Trận đấu đã khởi đầu với tốc độ chậm, rất khác với trận đấu được coi là lượt đi trên đất Indonesia. Ở trận đấu được coi là lượt đi, hai đội đã nhập cuộc với tốc độ chóng mặt và 4 bàn thắng đến khá sớm. Indonesia khi thi đấu ở sân Mỹ Đình thường xuyên đá phòng ngự phản công. Ông Ritter là người cũng đã rất hiểu các cầu thủ Việt Nam cũng như huấn luyện viên Hữu Thắng. Trong lần sang Việt Nam này, ông Ritter nói rằng ông rất vui khi một số học trò trước đây đã thật sự trưởng thành trên băng ghế chỉ đạo. Thủ môn của đội bạn Cút Nha Mega hiện nay đang thi đấu ở trong nước cho câu lạc bộ Arema, đội bóng hàng đầu của Indonesia. Đinh Tiến Thành. Ý đồ chơi phòng ngự phản công của ông Riddle được thể hiện rất rõ. Xuân Trường. Xuân Trường ở đây đã chứng tỏ được rất nhiều tại K-League, giải bóng đá nhà người Hàn Quốc, trong màu áo của câu lạc bộ Incheon. Lương Xuân Trường là cầu thủ hay nhất của đội Việt Nam trong chiến thắng 5-2 trước cao thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trận đấu diễn ra ở sân Đông Nhất trong giai đoạn đầu của đợt tập huấn chuẩn bị cho giải bóng đá Đông Nam Á. Xuân Trường đã ghi một bàn thắng, ngoài ra còn có vô số những pha xử lý kỹ thuật và những đường chuyền thông minh. Vẫn chưa có cơ hội nào được tạo ra. Indonesia đang chơi chặt chẽ và rất kỷ luật. Bóng được chuyền cho Văn Toàn. Gần đây Văn Toàn thường xuyên được bố trí ở vị trí tấn công bên cánh phải. Rất tiếc là Văn Toàn đón hụt bóng ở một tình huống mà anh không việt vị.
Đinh Tiến Thành. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang tìm cách kéo giãn Indonesia. Đến điểm này thì nhìn chung cả hai đội có lẽ sẽ không bung hết sức lực. Một phần để tránh những chấn thương, một phần để tránh lộ bài. Giải bóng đá Đông Nam Á 2016 đã đến rất gần. Đây là trận đấu thứ 7 thủ môn Cút Niamega thi đấu cho tuyển Indonesia. Anh là một nhân tố mới của đội bóng xứ Vạn Đảo. Đinh Tiến Thành. Trương Đình Luật. Có thể nói dưới thời của Hữu Thắng thì đội Việt Nam là sự pha trộn nhuần nhuyễn giữa chất nghệ của cao thủ Sông Lam Nghệ An và phong cách kỹ thuật của cao thủ Hoàng Anh Gia Lai. Bên cạnh đó là sự có mặt của một số cầu thủ chơi kỹ thuật và thông minh. Đinh Tiến Thành. Sau trận hòa 2-2 với Việt Nam trên sân nhà Indonesia còn có một trận đấu nữa trước khi sang Việt Nam thi đấu trận đấu ngày hôm nay. Đó là trận đấu với Myanmar, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Alfred Riedel ngoài việc đã từng dẫn dắt 3 đội tuyển ở Đông Nam Á là Việt Nam, Indonesia và Lào, ông còn làm việc với 3 câu lạc bộ của Đông Nam Á, trong đó có 2 câu lạc bộ của Việt Nam là Khánh Hòa và Hải Phòng, cùng với một câu lạc bộ Indonesia là Makassar. Alfred Riedel trước đây đã từng giành chiếc giày đồng châu Âu. Đó là khi ông chơi bóng tại Bỉ cho câu lạc bộ Antwerp. Trận đấu đang diễn ra khá buồn tẻ. Hai đội đã rất hiểu nhau. Trong ngày hôm nay Hà Nội trở lạnh và có lẽ cao thủ cũng muốn có sự bắt nhịp dần dần để tránh chấn thương. Đặc biệt là cao thủ Indonesia. Trương Đình Luật. Chúng ta đang chứng kiến trận đấu giao hữu giữa Việt Nam và Indonesia được truyền trực tiếp trên kênh truyền thông đa nền tảng của VFF. Buổi tường thuật do công ty Next Media phối hợp với Liên đoàn Việt Nam VFF thực hiện. Cần phải đá nhanh hơn bên phần sân Indonesia. Vẫn còn. Tiếp tục. Rất đáng tiếc. Văn Thành đã không thể nhận bóng.
Đình Đồng. Truyền không chính xác, quá khó đối với Văn Toàn. Cầu thủ này bên là Abdul. Văn Quyết, Công Vinh. Cú đá từ xa không chính xác. Pha dứt điểm của Trọng Hoàng. Trọng Hoàng là cầu thủ thi đấu hai chân rất đều. Chúng ta xem lại pha dứt điểm của Trọng Hoàng. Có một điều chắc chắn là ở mùa giải sau, Trọng Hoàng và Công Vinh sẽ không còn thi đấu cho BKM Bình Dương. Đội bóng đất thủ đang có ý định trẻ hóa và đưa lên đội 1 nhiều cầu thủ được đào tạo từ địa phương. Trọng Hoàng thi đấu cho Bình Dương trước Công Vinh và đã để lại nhiều dấu ấn. Việt Vị. Đình Đồng. Pha phạm lỗi của Đinh Tiến Thành. Tiến Thành là người đang thay vị trí của Quế Ngọc Hải. Indonesia bắt đầu chủ động dâng cao đội hình. Công Vinh. Trợ lý trọng tài đã căng cờ báo Việt Vị. Người trợ lý vừa rồi đã căng cờ là Sitisuk Tirajit. Công Vinh. Công Vinh năm nay đã 31 tuổi. Chắc chắn giải bóng đá Đông Nam Á sắp diễn ra sẽ là giải đấu cuối cùng của Công Vinh trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Đây là trận đấu thứ 78 Công Vinh thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Đó là một kỷ lục của Việt Nam. Con số 47 bàn thắng mà Công Vinh ghi được thì này cũng là kỷ lục của đội Việt Nam. Pha xử lý của Trọng Hoàng. Những pha băng lên thì vừa rồi là điểm mạnh của Trọng Hoàng. Chúng ta vừa xem lại pha phạm lỗi của Lili Pali. Lili Pali là cầu thủ đang chơi bóng tại Hà Lan.
quả đá phạt có cự ly khoảng 35m. Công Minh đá phạt, bóng đập hàng rào. Lê Công Vinh. Quá Salosa. Salosa là một vị trí đa năng tràng công của Indonesia. Anh có thể thi đấu ở biên cũng như đá trung phong hoặc là tiền vệ trung tâm. Một pha chèo bóng rất quen thuộc của Đinh Thanh Trung. Chúng ta đang chứng kiến một không khí rất đẹp của hội cổ động viên bóng đá Việt Nam. Đường chuyền vào trong của Thanh Trung rất tốt. Đánh đầu không phải là sở trường của Văn Quyết. Trần Nguyên Mạnh chính là thủ môn số 1 của đội Việt Nam trong 3 năm qua. Có thể nói ở những trận đấu quan trọng thì vị trí của Nguyên Mạnh là bất khả xâm phạm. Đánh gôn! Rất đáng tiếc! Pha dứt điểm của Văn Toàn. Văn Toàn đã chứng tỏ sức dướn rất tốt. Văn Toàn không biệt vị. Một pha cứu thua có phần may mắn của thủ môn Kutnia Mega. Đinh Thanh Trung. Không được. Một pha dâng cao của trung vệ Đình Luật. Đình Luật năm nay đã 33 tuổi. Anh trưởng thành từ đội quân khu 4. Trên sân lúc này Đình Luật chính là cầu thủ nhiều tuổi nhất của đội Việt Nam. Đình Luật là cầu thủ trưởng thành muộn. Tuy nhiên sau đó anh đã có những tiến bộ không ngừng. Cho cầu thủ Việt Nam. Bóng được chuyền cho Boaz Salosa. Tình huống để mất bóng rất nguy hiểm. Quá Salosa. Rất may mắn khi mà thủ môn Nguyên Mạnh đã đổ người hợp lý. Quá Salosa năm nay 30 tuổi.
Boasa Rosa ít hơn Lê Công Vinh 1 tuổi. Anh thi đấu cho Indonesia từ năm mới 17 tuổi. Salosa được coi là thần đồng của bóng đá xứ Vạn Bảo. Hiện nay đàn anh của Boas Salosa là Bam Bam vẫn đang giữ kỷ lục về cả số lần thi đấu lẫn số bàn thắng cho Indonesia. Cú đá mạnh nhưng bóng đi không chính xác. Chúng ta xem lại cú đá chân trái của Rizky Rizali. Tiền đạo nổi tiếng một thời của Indonesia, Bambang Pamungkas, trước khi giải nghệ đã có 86 lần thi đấu cho Indonesia và ghi được 38 bàn thắng. Huấn luyện viên dẫn dắt Indonesia trước ông Ritter là Peter Hoekstra, huấn luyện viên người Hà Lan. Peter Hoekstra trước đây từng là một tiền đạo của Ajax Amsterdam và đội tuyển Hà Lan. Văn Toàn. Không được. Quá Salosa. Cả hai bên đều đã tạo ra những tình huống sóng gió. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang cầm bóng và tấn công nhiều hơn. Văn Toàn rất nỗ lực, vẫn còn. Vũ Văn Thành. Mặc dù đã nhiều tuổi nhưng Boas Salosa vẫn còn đó sự nguy hiểm ở những tình huống chạy chỗ và dứt điểm chớp nhoáng. Rất nguy hiểm của cầu thủ mang áo số 17 Ifran Basdim. Basdim là người đã gỡ hòa 2 đều cho Indonesia ở trận gặp đội Việt Nam cách đây gần 1 tháng. Vinh. Trong thành phần đội Việt Nam hiện nay thì Công Vinh là người duy nhất còn sót lại của giai đoạn cuối cùng ông Ritter dẫn dắt đội Việt Nam. Lần cuối cùng ông Ritter dẫn dắt đội Việt Nam là SEA Games ở Thái Lan vào năm 2007. Văn Toàn.
cánh phải đang là hướng tấn công chính của cầu thủ Việt Nam. Phút thứ 31 hiệp 1 của trận đấu và tỷ số vẫn là 0-0. Đinh Thanh Trung đang ở độ 9 trong sự nghiệp của mình. Pha phạt công hết sức nguy hiểm. Tỷ số được mở cho Indonesia. Cầu thủ Việt Nam mãi dâng cao tấn công không rút về kịp. Pha phản công rất nhanh. Người ghi bàn chính là Boaz Salosa, cầu thủ từng được coi là khắc tinh của hàng phòng ngự đội Việt Nam. Boaz Salosa lúc này đã nhiều tuổi và anh có bề ngoài không khác gì một võ sĩ. Nguyên Mạnh đã không thể bắt dính bóng. Cầu thủ đã sút bóng là Lili Pali, người đang chơi bóng tại Hà Lan. Cuộc họp báo trước khi diễn ra trận đấu thì Robin Hữu Thắng đã nhấn mạnh yếu tố điểm rơi phong độ. Ông nói rằng điều quan trọng nhất đó là đội Việt Nam có điểm rơi tại giải bóng đá Đông Nam Á. Theo chúng tôi thì đó là một con điểm rất hợp lý, bởi vì đội Việt Nam tập trung quá dài và nếu điểm rơi phong độ tính không chuẩn thì có khi lại thành điểm rút. Thực tế đội Việt Nam từng có những trận đấu rất thành công trước khi bước vào các giải đấu lớn. Tuy nhiên khi vào giải lớn lại chơi không tốt, phát sinh sức ì. Chúng ta xem một lần nữa pha ghi bàn rất đơn giản của Boaz Salosa. Công Vinh. Đúng là một quả đá phạt ở cự ly rất xa. Indonesia hạn chế phạm lỗi gần vòng cấm, bởi vì đội Việt Nam có những cầu thủ đá phạt rất tốt. Có thể Xuân Trường sẽ đá quả phạt này. Lương Xuân Trường. Bóng đi có lực nhưng quá bổng. Có một điều chắc chắn là ở mùa giải sau, Xuân Trường và Tuấn Anh đều sẽ trở về Việt Nam thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai tại V-League. Đình Đồng. Pha xử lý của Văn Quyết.
Đây là thời điểm mà khán giả Việt Nam cũng đã quen với việc cao thủ cần phải có điểm rơi tốt ở giải đấu chính thay vì đá thăng hoa trước giải, nhưng đến giải đấu chính thức thì lại chơi không tốt. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang chơi lấn sân. Sau đây 4 ngày, đội Việt Nam sẽ gặp Fukuoka của Nhật Bản tại sân vận động của tỉnh Cần Thơ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, sân vận động Cần Thơ có dịp đón tiếp cầu thủ Việt Nam. Salosa vẫn lại là một pha phản công nguy hiểm. Văn Quyết. Công Vinh. Sút bóng. Bóng rất tốt. Có lẽ là Đinh Thanh Trung. Cú ra chân rất tốt, chỉ thiếu có may mắn để thành bàn thắng. Cơ hội tốt nhất dành cho đội Việt Nam đến thời điểm này. Theo chúng tôi đó là Đinh Thanh Trung chứ không phải là Văn Quyết. Như chúng tôi đã nói thì Thanh Trung là cầu thủ đang đạt phong độ rất tốt và luôn có thể làm ra những điều đặc biệt với cái chân trái của mình. Chúng ta cùng xem lần nữa cú đá đích thị là của Đinh Thanh Trung. Phút thứ 39 hiệp 1 của trận đấu, Indonesia vẫn đang dẫn 1-0 với bàn mở tỷ số của Boaz Salosa. Bóng đi quá sâu. Trong quá khứ, bóng đá Indonesia đã từng một lần dự Olympic, đó là tại Melbourne, Australia vào năm 1956. Đến bây giờ thì việc dự Olympic vẫn là điều trong mơ của bóng đá Việt Nam. Tại các kỳ ASEAN, bóng đá Indonesia thành tích tốt nhất là xếp thứ 3 ở Nhật Bản vào năm 1958. Trên hàng công của đối khách Boaz Salosa và Ifran Basdim vẫn là bộ đôi rất lợi hại. Salosa và Basdim đều là những cầu thủ có kinh nghiệm. Trong quá khứ, Indonesia từng 4 lần liền dự giải bóng đá châu Á Asian Cup.
đó là 4 lần liên tiếp vào các năm 1996, 2000, 2004 và 2007. Tuy nhiên, đội bóng xứ Vạn Đảo chưa một lần vượt qua đường vòng 1 của các kỳ Asian Cup. Lại là một pha tấn công biên. Đội bóng của Ritter đang rất biết cách tạo ra những pha phản công ở biên để tận dụng sự dâng cao của cầu thủ Việt Nam ở vị trí hậu vệ cánh. Cầu thủ đá phạt góc là Vetmansa. Thêm một quả phạt góc cho Indonesia. Mới đây trong chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, đội Việt Nam có 3 trận đấu. Đầu tiên thua FC Seoul 0-3, xin lỗi bạn, thắng FC Seoul 3-0. Sau đó hòa Đại học Jeonju 1-1. Ở trận đấu cuối, cầu thủ Việt Nam thắng FC Pocheon với tỷ số 5-2. Cầu thủ đội bạn đang bị đau là Yanto Basna. Năm 2009, khi SEA Games diễn ra trên đất Lào, ông Ritter đã dẫn dắt đội tuyển Lào, chính xác là U23 Lào, lọt vào bán kết. Đó thật sự là một kỳ tích. Những cầu thủ dự bị của đội Việt Nam cùng với huấn luyện viên thể lực Martin Forken, người Đức. Ông Forken là một người làm việc rất chuyên nghiệp và bài bản. Ông đã giúp cho các tuyển thủ U19 có được thể lực tuyệt vời. Vào lúc này, những chuyên gia người Đức Martin Forken và giám đốc kỹ thuật của VFF Jürgen Gieder luôn sát cánh cùng đội Việt Nam. Thành Trung đã phạt. Tỷ số được hòa 4-0. Thêm một lần Lê Công Minh chứng tỏ duyên ghi bàn. Lê Công Minh đã tự phá kỷ lục của chính mình. Bàn thắng thứ 48 của Lê Công Minh trong màu áo của Việt Nam. Khi thời gian hiệp 1 còn rất ít, Công Minh đã hòa 1-1. Lại là một pha đá phạt của Thanh Trung. Có thể nói trong thời điểm này thì những pha đá phạt của Thanh Trung thực sự là một vũ khí lợi hại của đội Việt Nam. Một tình huống có rất đông cầu thủ, bóng đá lăn vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Kuknia Mega.
chỉ có một cầu thủ trẻ mới có thể đua tốc độ và cố gắng truyền vào được như vừa rồi. Hiệp 1 của trận đấu có 3 phút bù giờ. Văn Thành. Xuân Trường. Tuyến giữa đội Việt Nam lúc này Xuân Trường đang là cầu thủ đá thấp nhất. Chúng ta cùng xem lần nữa bàn gỡ hòa một đều của Lê Công Vinh. Khi đá vị trí thấp nhất ở tuyến giữa thì có lẽ là Xuân Trường cũng bị hạn chế phần nào khả năng của mình. Lại là một pha tấn công biên rất nguy hiểm. Đúng là Ritter đã nghiên cứu và rất hiểu đội Việt Nam. Chúng tôi đang nói về vị trí sở trường của Lương Xuân Trường. Những trận đấu mà Hoàng Thịnh đã thi về trụ thì Xuân Trường và Tuấn Anh luôn có thể phát huy sự tài hoa ở phía trên, bởi vì Hoàng Thịnh đã dọn dẹp ở phía dưới. Tuy nhiên khi được kéo về đá thấp thì có thể Xuân Trường cũng phần nào bị hạn chế khả năng sáng tạo của mình. Người Thái Lan Phimmerchan Alongkorn đã nổi còi khép lại một trận giao hữu giữa đội Việt Nam với Indonesia. Hết hiệp một tỷ số tạm thời là 1-1. Có thể nói trong hiệp một cả hai đội đều chơi thận trọng để giữ chân, tránh những chấn thương, đồng thời cũng tránh để lộ bài nhiều khi mà giải bóng đá Đông Nam Á đã rất gần. Indonesia là đội mở tỷ số do công của tiền đạo kỳ cựu Boas Salosa. Ở cuối hiệp 1, Lê Công Vinh đánh đầu gỡ hòa 1-1 sau pha đá phạt hiểm hóc của Đinh Thanh Trung. Rất có thể hiệp 2 của trận đấu, hai đội đều sẽ có sự thay đổi người để tận dụng sự cọ sát cho các thủ và có thể hiệp 2 sẽ hay hơn. Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu nhìn chung hai đội thi đấu với tốc độ chấp, mang mục đích cọ sát và giữ lực lượng. Nửa đầu hiệp 1 của trận đấu đặc biệt diễn ra với tốc độ thấp. Nửa cuối hiệp 1 có khá hơn và khán giả được chứng kiến hai bàn thắng, mỗi đội một bàn. Vừa rồi là tình huống dứt điểm của Vemansa. Vemansa là người luôn chơi rất sông sáo trong thành phần của Indonesia.
Tuấn Linh là thủ môn số 1 của Thảo Ninh nhiều năm qua. Trước đây Tuấn Linh từng là thành viên của đội Olympic quốc gia. Đường chuyền của Xuân Trường. Trong hiệp 1 của trận đấu, Xuân Trường là người đá thấp nhất ở tuyến giữa của đội Việt Nam. Không được. Quế Ngọc Hải vào sân thay cho Đinh Tiến Thành. Ngọc Hải đã bị chấn thương từ trận đấu với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cách đây gần 1 tháng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Không được. Cú đá không đủ khó để hạ thủ môn Cúp Nea Mega. Phạt dứt điểm của Văn Toàn. Văn Thành. Pha tránh bóng của Thanh Trung. Quế Ngọc Hải lúc này đã cặp trung về với Đình Luật. Ngọc Hải và Đình Luật đều là những trung về có chiều cao rất tốt. Văn Thành. Trọng Hoàng. Công Vinh. Vũ Văn Thành. Thống kê thì 4 trận đấu gần đây nhất giữa Việt Nam và Indonesia đều kết thúc với tỷ số hòa. Văn Quyết đá phạt góc. Vẫn còn. Bóng đá chạm tay cầu thủ Việt Nam. Trọng tài người Thái Lan Phim Trang đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bóng đá chạm tay Đình Luật. Vừa rồi là một tình huống không thật rõ. Chúng ta cần một góc quay kỹ hơn. Thử thách dành cho thủ môn Tuấn Linh. Tuấn Linh và Ifran Baslim. Và Baslim đã thành công. Cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản cho Consadole Sapporo, Ifran Baslim.
thêm một lần ghi bàn vào lưới đội Việt Nam. Ở trận đấu được coi là lượt đi trên đất Indonesia, anh là người đã gỡ hòa hai đều cho đội bóng xứ vạn đảo. Basdim đã rất bình tĩnh lừa được thủ môn Tuấn Linh. Basdim năm nay 28 tuổi, anh từng chơi cho đội bóng nổi tiếng của Hà Lan là Utrecht, cũng đã từng sang Thái Lan chơi cho Chonburi và hiện nay thi đấu tại Nhật Bản cho Consadole Sapporo, đội bóng mà Lê Công Vinh trước đây từng khoác áo. Basdim chơi cho Sapporo khi mà Công Vinh đã rời câu lạc bộ này. Trọng Hoàng, đường chuyền của Xuân Trường, có thể nói lúc này Xuân Trường chính là cầu thủ có kỹ năng chuyền bóng tốt nhất của đội Việt Nam. Để mất bóng rất nguy hiểm. Văn Thành, Đình Luật, Văn Thành, Đinh Thanh Trung, đường chuyền của Trọng Hoàng, thêm một tình huống để mất bóng ở giữa sân rất nguy hiểm. Quá Salosa, pha bóng rất đẹp. Tuấn Linh vừa tung người cản phá, cú đá chân trái đầy uy lực của Quá Salosa. Bóng đi mạnh và hiểm, nhưng Tuấn Linh đang chứng tỏ đường khả năng của mình. Quá Salosa ở bên ngoài làm chúng ta nhớ lại trung vệ nổi tiếng một thời của Indonesia là Tekuari. Tekuari là một trung vệ chơi rất rắn, đã từng đối mặt với đội Việt Nam ở SEA Games 18 năm 95 và sau đó là Cup Tiger năm 96. Ngọc Hải, Thanh Trung, đường chuyền của Tuấn Anh, Indonesia vẫn đang cố gắng bắt người từ xa.
cầu thủ Việt Nam vẫn cần phải rất cảnh giác với những pha bóng có sự có mặt của bộ đôi Boaz Salosa và Ifran Bashdim. Họ chính là những người đã ghi bàn cho Indonesia đến lúc này. Boaz Salosa là cầu thủ giúp Indonesia vượt lên dẫn 1-0 và Bashdim là người đã nâng tỷ số lên 2-1. Đến lúc này về cơ bản có thể nhận thấy Indonesia là một tập thể chắc chắn. Cầu thủ đã có sự chuẩn bị về thể lực bảo đảm. Có thể nói sự chuẩn bị về thể lực luôn là một điểm rất mạnh của Alfred Riedel. Ông Riedel là người bài bản, đến từ môi trường bóng đá châu Âu, luôn có khả năng tính điểm rơi về thể lực rất tốt ở những giải đấu lớn. Điểm yếu của Riedel đó là thích sử dụng một đội hình vào sâu trong giải, nếu sức mẻ lực lượng thì khả năng thay thế rất mong manh. Quế Ngọc Hải, Đình Luật. Đình Luật là cầu thủ đá bì trọng tài người Thái Lan Phim Mơ Trang thổi penalty và từ chấm phát đền Bashdim nâng tỷ số lên 2-1. Xử lý của Vũ Văn Thanh. Trong hiệp 1 của trận đấu, những pha dâng cao của Văn Thanh ở bên cánh trái đã hơn một lần bị đội bạn khai thác. Văn Thanh. Tình huống nguy hiểm. Vẫn là các cầu thủ áo đỏ. Một cơ hội không chính xác. Pha dứt điểm của cây làm bàn Ifran Bashdim. Đội Việt Nam thay cầu thủ thứ 3. Văn Quyết rời sân, vào sân là Công Phượng. Đây là thời điểm mà Công Phượng vẫn phải chấp nhận đá dự bị ở đội tuyển Việt Nam, khi mà vị trí trung phong cắm luôn dành cho Lê Công Vinh. Phía sau Công Vinh là những cầu thủ đầy kinh nghiệm. Ngay cả một cầu thủ hay như Thành Lương cũng phải thường xuyên chấp nhận ngồi trên ghế dự bị. Thành Trung.
Quế Ngọc Hải. Trong ngày hôm nay về cơ bản đội Việt Nam thi đấu với sơ chiến thuật 4-4-1-1. Lúc đầu Trần Văn Quyết là người đá hộ công phía sau Công Vinh. Về cơ bản Trọng Hoàng và Tuấn Anh. Xin lỗi các bạn, Trọng Hoàng và Xuân Trường là bộ đôi tiền vệ trung tâm. Văn Toàn và Thanh Trung là cặp tấn công biên. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang chơi lấn sân nhưng cần phải rất cảnh giác trước những pha phản công của đội bạn. Ở khu vực khán đài A của sân Mỹ Đình, Ngô Hoàng Thịnh đang ngồi gần vị trí của Tuấn Anh. Indonesia thay người, cầu thủ đã nâng tỷ số lên 2-1. Ifran Basdim rời sân. Vào sân là số 9 Eliandri. Văn Thành pha phạm lỗi. Thẻ vàng dành cho Vemansa. Đường truyền của Xuân Trường. Vẫn biết là cầu thủ Việt Nam ngày hôm nay thi đấu không thể bung quá sức vì AFF Cup đã cận kề. Tuy nhiên có thể thấy là việc vắng bộ đôi cầu thủ giữa sân là Ngô Hoàng Thịnh và Tuấn Anh đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự vận hành lối chơi, đặc biệt là sức sáng tạo. Thẻ vàng vừa rồi dành cho Vemansa là thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu. Không được. Tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về Indonesia. Pha dứt điểm của Đinh Thanh Trung chứ không phải Văn Toàn. Xuân Trường chính là người thực hiện quả đá phạt đưa bóng đến vị trí của Thanh Trung. Đá rất nguy hiểm. Pha sút bóng chéo góc rất có lực của Vemansa. Đến lúc này Vemansa là một trong những vị trí chơi tốt nhất của Indonesia.
đội Việt Nam thay cầu thủ thứ tư Đinh Thanh Trung dưới sân. Vào sân là Thành Lương. Thành Lương sẽ đá ở đúng vị trí của Thanh Trung. Chỉ vài ngày trước trận đấu này, ông nội của Phạm Thành Lương đã qua đời. Ngày hôm qua, Phạm Thành Lương đã xin phép ban huấn luyện về chịu tang ông nội, và hôm nay anh đã trở lại. Văn Thành. Ngọc Hải. Vũ Văn Thành. Thành Lương. Sau khi vào sân, Thành Lương sẽ là mũi tấn công bên cánh trái của đội Việt Nam. Thành Lương. Đường chuyền của Xuân Trường. Trong lịch sử các giải bóng đá Đông Nam Á, Indonesia từng 4 lần lọt vào chung kết nhưng chưa một lần vô địch. Ở giải đấu gần đây nhất năm 2014, Indonesia không thể vượt qua vòng bảng. Ở các kỳ SEA Games thì từ khi bóng đá nam dành cho cao thủ dưới 23 tuổi, Indonesia chưa một lần đăng quang. Indonesia 2 lần vô địch SEA Games vào các năm 1987 và 1991. Khi đó SEA Games vẫn là sân chơi của những cầu thủ lớn, tức là của các cầu thủ đội tuyển. Vào năm ngoái, Indonesia đã thua Việt Nam 0-5 ở trận đấu tranh giải ba bóng đá nam trong khuôn khổ SEA Games 28. Tỷ số trận đấu là 2-2. Và ghi bàn của Công Phương. Công Phương luôn rất nỗ lực khi có dịp vào sân. Vừa rồi là bàn thắng rất đáng nhớ của Công Phương trong một trận đấu kiểm tra có thể nói là quan trọng trước thềm giải bóng đá Đông Nam Á. Rất tinh tế. Pha phối hợp rất đẹp của Boa, Văn Thanh, Thành Lương, và kết thúc bằng cú duỗi chân đầy cảm giác của Công Phương. Thành Lương đã chuyền vào rất hay. Một cú chạm bóng khé rất đẳng cấp của Công Phượng. Trong số những khán giả đang có mặt ở Canada có ông Huỳnh Mau, giám đốc điều hành của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Ông Huỳnh Mau hiện nay cũng là người phụ trách học viện bóng đá Hoàng Gia Lai Arsenal GMG. Câu lạc bộ Hoàng Gia Lai cũng đã hội quân được vài ngày trong quá trình chuẩn bị cho V-League 2017. Công Phượng. Công Vinh. Văn Thành. Xuân Trường.
Indonesia vừa thay cầu thủ thứ hai. Rời sân là Vep Ansa, vào sân là số 10 Malik Ramrun. Đây là cầu thủ đã ghi bàn vào lưới Việt Nam ở trận đấu trên đất Indonesia cách đây chưa lâu. Ở trận đấu được coi là lượt đi giữa hai đội, Ramrun đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Anh đã tung cú đá từ rất xa, bóng đi mạnh khiến cho Nguyên Mạnh đánh bó tay. Vũ Minh Tuấn sẽ có cơ hội vào sân. Sự thay đổi người thứ 5 bên phía đội Việt Nam. Minh Tuấn vào sân thay cho Công Vinh. Công Vinh là cầu thủ đã gỡ hòa 1-1 cho đội Việt Nam. Công Phượng. Quá xa lô xa. Sút bóng. Trận đấu đang có tỷ số là 2-2. Hơn một thập kỷ qua chúng ta đã chứng kiến nhiều trận đấu, chính xác là ít nhất 3 trận đấu Việt Nam với Indonesia có tỷ số 2-2 hết sức sôi nổi. Đầu tiên là trận đấu tại sân Senayan ở SEA Games 19 năm 97. Văn Sĩ Hùng đã ghi 2 bàn thắng cho đội Việt Nam. Trận đấu bán kết Cúp Tiger năm 2000 giữa hai đội cũng kết thúc 9 phút với tỷ số 2-2. Và sau đó Indonesia thắng với bàn thắng vàng của Gendut Kristiawan. Trên đất Indonesia. Xuân Trường. Văn Thành. Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải. Truyền của Trọng Hoàng. Thành. Thành Lương. Thành Lương đang thay Công Vinh đeo băng đội trưởng của đội Việt Nam. Không vào. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang chơi lấn sân, còn Indonesia cố gắng tổ chức những pha phản công. Thủ môn Kunia Mega đã bị đau.
so với hiệp 1 thì rõ ràng hiệp 2 đã hay hơn rất nhiều. Có lẽ hình ảnh đẹp nhất của ông Riddle trong 3 nhiệm kỳ gắn bó với bóng đá Việt Nam đó là tình huống vung tay bày tỏ cảm xúc chiến thắng khi Việt Nam vượt qua Thái Lan ở Cup Tiger năm 98 tại bán kết. Sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Văn Sĩ Hùng, ông Riddle đã vung tay lên không đầy uy lực. Đó là hình ảnh rất đẹp. Sắp tới chắc chắn sẽ có rất đông cổ động viên theo chân đội Việt Nam sang Myanmar chứng kiến các trận đấu tại vòng đấu bảng. Sau khi vào sân, về cơ bản Quế Ngọc Hải đã chơi tròn vai. Cầu thủ sẽ đá quả phạt này là Evan Dimas. Pha xử lý của Xuân Trường. Abdul. Indonesia thay cầu thủ thứ 3. Vào sân là Ferdinand Anfeb. Rời sân là Boaz Salosa. Boaz Salosa hiện nay đang thi đấu trong nước cho câu lạc bộ Persipura. Xuân Trường, Thành Lương, đường truyền lên của Đình Luật. Minh Tuấn. Đó
lượt. Đường chuyền của Ngọc Hải. Tỷ số trận đấu được đưa lên 3-2. Tay làm của Văn Toàn. Văn Toàn đã phát huy được sự nhanh nhẹn và khéo léo của mình. Một pha chạy chỗ và dứt điểm trong tư thế rất khó mà Văn Toàn vẫn thành công. Ngày hôm nay đội Việt Nam hai lần bị dẫn bàn nhưng bây giờ đang dẫn lại 3-2. Ngọc Hải đã chuyền bóng rất tốt. Pha xử lý tinh tế ở tốc độ cao của Văn Toàn rất hay. Một tình huống làm chúng ta nhớ lại danh thủ Michael Owen trong giai đoạn đỉnh cao phong độ. Có thể nói hiếm có trận đấu nào sân Mỹ Đình là thu hút đông những người làm bóng đá ở các câu lạc bộ Việt Nam như ngày hôm nay, bởi vì những ngày này tại Việt Nam đang diễn ra đại hội thường niên của VFF. Tình huống xử lý an toàn của Tuấn Linh. Vừa rồi Văn Thắng đã vào sân thay cho Xuân Trường. Như vậy là những cầu thủ ghi bàn vào lưới Indonesia ở trận đấu cách đây gần một tháng là Văn Thắng và Vũ Minh Tuấn đều đã vào sân. Tình huống vừa chạy vừa dứt điểm của Văn Toàn. Ở mùa giải V-League 2016, Văn Toàn đã trưởng thành rất nhiều. Chúng ta xem lại pha di chuyển và dứt điểm rất có nét của Văn Toàn. Indonesia thay cầu thủ thứ tư. Vào sân là số 19, Brandana. Chúng ta vừa xem một lần nữa bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của Văn Toàn. Đó thật sự là một pha bóng rất khó. Những năm còn trẻ thì Lê Công Vinh cũng đã có những bàn thắng như vừa rồi. Ở sân Mỹ Đình vào lúc này khán giả đang tạo ra hình ảnh rất đẹp từ điện thoại di động. Có thể nói đó là một phong cách cổ vũ đặc trưng của kỷ nguyên smartphone.
hoàn thành. Sau khi Boaz Salusa rời sân thì băng đội trưởng Indonesia thuộc về số 10 Malik Ramrun. Không được. Thành Lương. Công Phượng. Việt Nam thi đấu theo kiểu không có trung phong cắm thực sự. Đó là cách chơi mà Hữu Thắng sẵn sàng sử dụng ở một số thời điểm, thậm chí là một số trận đấu thích hợp. Có một thực tế là tại V-League, vị trí tiền đạo cắm luôn phải dành cho những ngoại binh. Điều này khiến cho V-League rất khó sản sinh ra những cầu thủ Việt Nam chơi tốt ở vị trí tiền đạo cắm. Hiệp 2 có 3 phút bây giờ. Rất có thể đây sẽ là chiến thắng đầu tiên của đội Việt Nam trước Indonesia sau 4 trận, gần đây nhất hai đội toàn hòa. Thêm một lần thủ môn Kuknya Mega lại bị đau. Tại giải bóng đá Đông Nam Á sắp tới, đội Việt Nam nằm tại bảng B cùng với Myanmar, Malaysia và Campuchia. Việt Nam sẽ đá trận ra quân vào ngày 20 tháng 11 gặp Myanmar, đội chủ nhà ở bảng B. Văn Thành. Indonesia sắp tới nằm tại bảng A cùng với Thái Lan, Philippines và Singapore. Ở trận ra quân, Indonesia gặp Thái Lan. Công Phượng. Công Phượng. Lê Văn Thắng là cầu thủ có thể mang lại nhiều giải pháp trên hàng công với lối chơi xông xáo và chịu khó dứt điểm của mình.
những giây cuối cùng của trận đấu. Thành Hương. Bàn góc cho cầu thủ Việt Nam. Trọng tài người Thái Lan Phim Trang đã nổi tiếng vào bán cuộc. Đội Việt Nam đã lội ngược dòng và thắng lại Indonesia với tỷ số 3-2. Đây là trận đấu mà nhìn chung hai đội ít nhiều có sự thăm dò. Tuy nhiên hiệp 2 vẫn diễn ra làm người xem hài lòng, đặc biệt là các cổ động viên của đội Việt Nam.